Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội, đa số trẻ em đã được chăm sóc tốt hơn và được hưởng những giá trị tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em nghèo, trẻ em bỏ học, bị xâm hại, trẻ em suy dinh dưỡng, khuyết tật vẫn là một thách thức. Quan tâm tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số còn có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch về các điều kiện chăm sóc, vui chơi, học hành so với trẻ em vùng thành thị đồng bằng. Hướng sự quan tâm các tổ chức, các cấp, chính quyền và toàn xã hội đối với trẻ em tới khu vực còn có nhiều khó khăn của tỉnh. Cháu Nguyễn Thị Trung, 8 tuổi, con anh Nguyễn Văn Long ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Khi sinh ra, cháu bị khuyết tật vận động bẩm sinh, hai chi dưới quay ngược trở vào trong. Mọi di chuyển đều phải dùng bằng hai tay. Đứa trẻ nào cũng mong được chạy nhảy chơi đùa, nhưng Trung thì luôn tránh né bạn bè hàng xóm. Nhìn con vận động khó khăn, anh Long luôn cảm thấy đau khổ, day dứt, xót thương con. Gia đình nằm trong diện nghèo nhất xã, thu nhập từ làm nông chẳng được bao nhiêu. Cái ăn còn chưa đủ, huống chi nghĩ đến chuyện chạy chữa cho con, nên đành lực bất tòng tâm. Rồi một ngày phép lạ chợt đến với gia đình anh Long và cháu Trung, khi được Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Tỉnh giới thiệu với tổ chức Góp Một Bàn Tay Vàng và cá nhân Việt Kiều Úc về địa phương khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật. Nhà hảo tâm và các bác sĩ thấu hiểu và cảm thông nỗi dằn vặt tinh thần mà các bậc phụ huynh không may có con bị tàn tật phải gánh chịu, đã nhận hỗ trợ tất cả các chi phí với số tiền trên 100 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thị Trung. 4 tháng điều trị tại Bệnh viện Esther Phương Đông, qua nhiều lần phẫu thuật ghép uốn chi, nay cháu đã có thể đi lại được. Mặc dù vẫn phải sử dụng thiết bị hỗ trợ và còn phải thêm vài lần phẫu thuật nữa mới có thể hoàn chỉnh, nhưng bước đầu được bước đi trên chính đôi chân của mình, đó là cả một điều thần kỳ mà cháu và gia đình chưa bao giờ nghĩ tới. Cháu năm nay là đi lại được 8% rồi. Thế rồi tới nhất trung thượng mà rất biết ơn là các bậc thầy, các cái nhà hảo tấm. Rồi quấy đúng không quên được, cái mong nhớ đó mới gọi ra để cháu đi là nếu mà không có người giúp thì gọi là cháu thì biết là đi cái cùi nữa. Còn đối với vợ chồng anh Đậu Bá Năm và chị Hoàng Thị Liệu ở xóm 4, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, hoàn cảnh còn đáng thương hơn rất nhiều. Cưới nhau hơn 7 năm, vợ chồng anh chị mới sinh được đứa con đầu lòng là cháu Đậu Bá Nguyễn. Nhưng không may, cháu mắc phải căn bệnh quái ác là tim bẩm sinh và rứt môi hở vòm. Sinh con ra được 3 ngày tuổi, phát hiện bị tim bẩm sinh. Cũng từ ngày đó, vợ chồng anh phải thay phiên nhau đưa con nằm viện. Con bị mắc tim bẩm sinh, nếu không sớm được phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm và chi phí cho phẫu thuật là rất lớn. Biết là như vậy, nhưng với gia cảnh bần hàn, nhìn con không may bị bệnh, vợ chồng anh chị như đứt từng khúc ruột, chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong. Tháng 10 năm 2013, sau khi biết tin có nhà tài trợ về khám sàng lọc cho trẻ em trên địa bàn, tia hy vọng được thắp lên đối với vợ chồng anh chị. Khi cháu Đậu Bá Nguyễn được các y bác sĩ thăm khám tư vấn và được nhà tài trợ giúp cháu được phẫu thuật tim miễn phí. Đầu năm 2014, cháu đã được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ để phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công trong niềm vui vô bờ bến của cả gia đình. Thì không có tiền, bây giờ bộ 50 triệu á, thì 50 triệu không có tiền thì tiền khác nữa mà. Em nghĩ là không bao giờ chưa được mổ được cái cho con. Mấy nhờ là có đoàn lãnh đạo á, thì Quỹ Bảo trợ đi, nhà hảo tâm vô giúp đỡ. Trước thực tế đòi hỏi những yêu cầu ngày càng cao, Nghệ An đã làm tốt công tác xã hội hóa đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, mà Quỹ Bảo trợ Trẻ Em là đơn vị trực tiếp thực hiện. Nhờ nguồn quỹ huy động được, đã có trên 30.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật được giúp đỡ kịp thời. Trong đó tổ chức khám phân loại và cấp thuốc cho hơn 20.000 lượt trẻ em khuyết tật các loại. Phẫu thuật dị tật vận động, xơ hóa cơ delta hơn 1.150 ca. Phẫu thuật khe hở môi vòm hơn 1.900 ca. Cấp học bổng cho 2.415 em, xây dựng 139 nhà tình thương cho trẻ mồ côi. Đặc biệt tại các huyện miền núi, những năm qua, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em luôn dành sự quan tâm về vật chất cũng như tinh thần, hỗ trợ cho trẻ em khu vực này. Các chương trình như khám sức khỏe, phẫu thuật vận động, xây dựng trường lớp học, đồ dùng đồ chơi cho học sinh
đã được quỹ vận động nguồn tài trợ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm. Trong thời gian vừa qua thì quỹ bảo trợ trẻ em cũng đã phối hợp với các cái phòng lao động thương binh xã hội, quỹ bảo trợ trẻ em của các huyện miền núi để khảo sát, phân loại thì đôi đường hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó quỹ bảo trợ trẻ em kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để chia sẻ, giúp đỡ theo cái địa chỉ mà chúng ta đã khảo sát. Cùng với việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em về y tế, trong những năm qua, công tác giáo dục đã được xã hội hóa nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được học hành tốt hơn. Thế nhưng trong điều kiện khó khăn chung, nhất là địa bàn các huyện miền núi, việc đầu tư cho công tác này vẫn còn có những hạn chế. Xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, trước đây thuộc xã 135, bậc học mầm non được hưởng lợi từ nguồn ngân sách của nhà nước. Năm 2008, sau khi xã ra khỏi chương trình 135, muốn đầu tư trang bị thêm các công trình vui chơi cho trẻ, nhà trường phải trông chờ vào các nguồn xã hội hóa, các nhà tài trợ. Trường nói chung là ra khỏi cái vùng 135, nhưng mà cũng nhờ cái sự là ủng hộ của các cái cấp này, là các cái quỹ bảo trợ như quỹ trẻ em á, thì là cũng được đáp ứng về các cái nhu cầu như cơ sở vật chất này, đây là các cái mặt khác á, đây là về cái thiết bị dạy học chẳng hạn. Tôi cũng nói chúng tạo điều kiện cho trường là cũng phát triển về các cái hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ngay được tiến bộ hơn. Còn tại trường mầm non Kim Lâm, xã Thanh Sơn, một trong ba xã tái định cư của huyện Thanh Chương, điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ những năm qua mặc dù đã có được sự quan tâm của nhà nước và các ban ngành, tuy nhiên ở đây chưa bao giờ hết khó khăn do điều kiện giao thông không thuận lợi, lại là xã biên giới, hầu hết mức sống của các gia đình đang còn thấp. Để đưa được trẻ tới trường là cả một sự cố gắng của những người làm công tác giáo dục, của chính quyền địa phương. Ngay tại thời điểm này, việc bố trí ăn ở nội trú cho con em trong xã theo học mới được 50%. Điều kiện gia đình thì lại không có đủ điều kiện để cho bản trú toàn diện, cho nên học sinh phải đưa cặp lông đi học. Vì là ở đây là học sinh toàn là con em dân tộc cả, cho nên các cô cũng rất vất vả. Điều kiện nơi dạy thì đồ dùng đồ chơi thì thiếu con thiếu nhiều. Cơ sở hạ tầng thì hầu như là xuống cấp trầm trọng. Về công tác trẻ em ở huyện Thanh Chương là đã được xã hội hóa, cho nên những vấn đề đó là rất được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, là các cái cơ quan, công ty, doanh nghiệp thì đã ủng hộ dù ít dù nhiều, thì đó là một sự quan tâm rất lớn đối với các cái công ty và doanh nghiệp đó. Khi kêu gọi những nhà hảo tâm về thì họ cho những địa điểm nào thì là họ cho trực tiếp vào địa điểm đó của các đơn vị, chứ không qua phòng giáo dục, cũng không qua là phòng lao động thương binh xã hội, mà cho địa chỉ cụ thể luôn. Thực trạng chung của các huyện miền núi đó là từ cấp học mầm non, tiểu học phải bố trí điểm trường lẻ nhằm tạo điều kiện cho học sinh đến trường đỡ vất vả hơn. Năm 2007 đánh dấu thời điểm hoàn thành xong việc xóa trường lớp học tranh tre nứa lá ở các địa phương miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, các công trình kiên cố trường lớp học vẫn chưa được xây dựng nhiều. Học sinh nhiều nơi phải học ghép, phòng chức năng không đầy đủ. Từ đó ít nhiều có ảnh hưởng tới công tác dạy và học. Đây cũng là sự trăn trở của nhiều thầy cô và chính quyền địa phương. Công tác xã hội hóa thì nói chung là cũng như dân thì cũng có cái là ý thức trách nhiệm đối với là việc là học tập của con em. Mà tuy nhiên là cũng do cái điều kiện hoàn cảnh là cái cuộc sống của nhân dân là chủ yếu là cũng như sản xuất bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Do vậy là cũng như cũng có một phần hạn chế trong vấn đề là cũng như là huy động là xã hội giáo dục. Hiện cơ sở vật chất bây giờ so với các vùng khác, và đặc biệt là cũng như là đối với các phòng chức năng thì như vậy là còn thiếu. Chính quyền địa phương cũng sẽ cố gắng là kêu gọi vận dụng các điều kiện có thể để hỗ trợ, một là tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục để cho các cháu là có được đến trường là trong một môi trường là có điều kiện để các cháu là học tập. Thứ hai là xây dựng đề nghị hỗ trợ cấp trên đấy, cũng như là các mạnh thường quân là tài trợ hỗ trợ để xây dựng các khu vui chơi, các điểm vui chơi để các cháu là có chơi. Và thứ ba là cũng xem xét và tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em là có điều kiện phát triển, cũng như là điều kiện đến lớp trường, đến lớp như bạn bè. Cứ
Cửa Rào, một trong những bản tái định cư sớm nhất của đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai, hiện đang sinh sống tại vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông. Ra nơi ở mới, người dân dần thay đổi được những tập quán lạc hậu, được hỗ trợ về nhiều mặt. Tuy nhiên, để người dân có cuộc sống thực sự bền vững, con em được chăm sóc, được học hành đầy đủ, thì chính quyền các cấp và người dân cần có những bước đi phù hợp. Trước hết là cần phải đẩy nhanh các dự án tái định cư nhằm kịp thời ổn định cuộc sống cho người thiểu số Đan Lai trên địa bàn. Chúng khe cũng có khi vất vả khó khăn, ra đây cũng tạm thời nhà nước ưu tiên di dời ra thuận tiện cho con cháu đi học. Về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trong thời gian qua thì huyện cũng đã đề ra nhiều cái chủ trương giải pháp, nhưng quá trình thực hiện thì chưa được bao nhiêu, bởi vì do điều kiện là thứ nhất là Con Cuông huyện vẫn là tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao trên 36%. Đấy, cái thu ngân sách thì cũng ở mức độ là đang còn thấp so với các cái huyện bản. Thời gian qua huyện cũng đã chỉ đạo phòng lao động thương binh xã hội cũng như là mặt trận và các đoàn thể là thường xuyên quan tâm xây dựng kế hoạch có phương án là giao cho các cái mặt trận với các đoàn thể là giúp đỡ cập nhật những trẻ em dễ bị tổn thương, trẻ em khuyết tật trên địa bàn, để mà khi mà kêu gọi được các nhà đầu tư, các nhà hỗ trợ thì mình là có đối tượng là trực tiếp xuống để trao, để giúp đỡ. Bên cạnh những kết quả và thành công đạt được, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều bộn bề trăn trở. Vẫn còn đó, rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh éo le cần được giúp đỡ. Còn nhiều huyện miền núi xa xôi chưa có lớp học, công trình nước sạch cho học sinh. Rất nhiều trẻ em mồ côi cần nơi nương tựa. Hiện nay toàn tỉnh Nghệ An có số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 22.000. Trong đó trẻ em khuyết tật các loại trên 12.000. Và trong đó trẻ em khuyết tật có nhu cầu phẫu thuật là trên 3.000. Đang có nhu cầu phẫu thuật còn hàng ngàn trẻ em khác sống trong điều kiện hết sức khó khăn, éo le bất hạnh, đặc biệt là trẻ em vùng núi. Đang cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm. Để có nhiều trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa được hưởng các dịch vụ y tế, được tiếp cận các dịch vụ y tế để các cháu có thể được phẫu thuật, được hỗ trợ giúp đỡ để giúp các cháu sớm được hòa nhập cộng đồng. Thì chúng tôi mong muốn và kêu gọi các tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân là cùng đồng hành quỹ bảo trợ trẻ em để nhiều trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, trẻ em thiệt thòi ở vùng xa có điều kiện để là được giúp đỡ tốt hơn. Quan tâm tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây vừa là trách nhiệm và cũng là mục tiêu của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao các điều kiện chăm sóc, vui chơi, học hành cho trẻ em. Qua đó sẽ góp phần rất lớn trong đẩy mạnh việc thực hiện Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và chương trình hành động quốc gia về chăm sóc giáo dục trẻ em trong tình hình mới.